Nhà ga tàu điện ngầm này tại thành phố Trung Khánh đang trở nên đông đúc bất thường. Có mặt chủ yếu lại không phải là hành khách đi tàu, mà là những người dân địa phương tìm tới đây tránh nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ tại Trung Khánh và tỉnh Tứ Xuyên lân cận đã chạm mức kỷ lục 45 độ C trong những ngày gần đây. Các địa điểm công cộng đóng kín có điều hòa như bến tàu điện ngầm hay các trung tâm thương mại trở thành những nơi để người dân tới chỉ để nghỉ ngơi hay giải trí tại chỗ. Không chỉ tránh cái nóng mà việc này cũng giúp họ tiết kiệm điện năng trong nhà. Tôi chỉ dám để điều hòa ở 27 độ C và bật khoảng 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tôi cũng tắt hết những thiết bị như bình nóng lạnh và đầu thu TV. Tuy nhiên, những điểm đến tránh nóng có thể sẽ bị thu hẹp khi nhiều khu vực yêu cầu các trung tâm thương mại giảm công suất để tiết kiệm điện cho sinh hoạt. Chúng tôi đã lùi giờ mở cửa buổi sáng tới 10 giờ 30 và đóng cửa sớm hơn vào lúc 21 giờ 30 tối. Bằng cách này, hai cơ sở của chúng tôi ở Miên Dương có thể tiết kiệm được khoảng 25.000 kWh điện mỗi ngày. Việc ra đường vào ban ngày cũng được hạn chế tối đa và nhiều người dân đã có trải nghiệm đi dạo phố trong bóng tối. Bởi đèn trang trí địa điểm công cộng tại các thành phố lớn cũng đã được tắt bớt để tiết kiệm điện năng.